Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tiến sĩ Bùi Quang Tín, Thứ trưởng Lê Hải An và những cái chết bất ngờ dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng. Buổi tiệc ly của lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhà Bè đã kết thúc bằng cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi xuống từ tầng 14 không lâu sau đó. Ông Bùi Quang Tín, 44 tuổi, được coi là trí thức tinh hoa học ở nước ngoài trở về Việt Nam công tác và làm việc. Ông cũng có nhiều đóng góp cho giáo dục tài chính ngân hàng, là luật sư thuộc đoàn luật sư của Thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên được báo chí dẫn lời phát biểu cũng như kiến thức cơ bản về lĩnh vực ngân hàng. Đây là hình ảnh tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An bên trái đã tử vong do ngã từ tầng 8 xuống đất vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Và tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín bên phải ngã từ tầng 14 chung cư tử vong hôm 5 tháng 4 năm 2020. Truyền thông trong nước vào ngày 6 tháng 4 dẫn thông tin theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè xác nhận. Tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín, thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè vào ngày 5 tháng 4 và tử vong. Vị trí ông Tín bị thiệt mạng được nói nằm phương thẳng đứng với lan can của các căn hộ chung cư D2. Lan can của căn hộ này có độ cao khoảng 1m2 và đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư New Sài Gòn. Tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín bị ngã lầu tử vong ngay sau buổi gặp gỡ và dùng cơm uống bia rượu cùng với nhóm 8 cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại căn chung cư của ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế của trường. Mới năm ngoái, ngành giáo dục cũng chứng kiến cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An rơi từ tầng số 8 ngay tại trụ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cả hai ông đều được giới học thuật và truyền thông kính trọng vì những kiến thức của mình. Và sau khi truyền thông đưa tin vụ giảng viên Bùi Quang Tín tử vong, nhiều người cho rằng chủ nhà đã không tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng, đang chống dịch viêm phổi Vũ Hán còn tổ chức ăn nhậu hoặc tụ tập đông người trong thời gian chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội mùa dịch là sai. Đây là hình ảnh hiện trường nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi xuống tử vong chiều ngày 6 tháng 4 năm 2020. Không ít người còn đề nghị cơ quan chức năng cần phải làm rõ việc tụ tập ăn uống trong thời điểm này, xử phạt tội không tuân thủ cách ly xã hội và đi ra ngoài không có lý do chính đáng. Đồng thời cho rằng cần phải công khai danh tính những người tham gia bữa cơm trên. Báo trong nước đưa tin, vào sáng ngày 5 tháng 4, ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, mời một số cán bộ của trường tới nhà mình ăn cơm tại một căn hộ chung cư ở Hoàng Anh Gia Lai 3 thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Có tất cả 9 người cùng tham dự bữa cơm này, tính cả chủ nhà gồm ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế là chủ nhà, ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, ông Văn Nam, Phó trưởng phòng tham khảo thí và đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, ông Nguyên, giảng viên thỉnh giảng môn tiếng Anh của trường, và ông Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng, ông Bùi Hữu Toàn, hiệu trưởng, và ông Phùng Quân Ứng, phó trưởng khoa lý luận chính trị, và nạn nhân là ông Bùi Quang Tín, giảng viên khoa quản lý, quản trị kinh doanh. Tại đây, mọi người cùng uống hết 3 chai rượu ngoại và 12 lon bia. Trong lúc ăn nhậu, mọi người đều thoải mái, vui vẻ, theo lời báo Tuổi Trẻ đưa tin. Và khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 4, hiệu trưởng nhà trường cùng ông Phùng Văn Ứng có mặt tại nhà ông Trần Việt Dũng. Sau đó khoảng 5 đến 10 phút sau, ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó đi từ căn hộ của ông ấy, block nhà bên cạnh, qua căn hộ của ông Trần Việt Dũng. Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Trong khi ăn cơm, một số người có uống bia và rượu. Riêng ông Bùi Hữu Toàn không uống do tự lái xe đi về. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung bên trái, hiệu phó trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông và tiến sĩ Bùi Quang Tín bên phải rất thân với nhau. Khi làm việc với công an, bà Nguyễn Thanh Bích, vợ ông Tín trình bày. Đầu năm 2019, tiến sĩ Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của một trường đại học và từ đó trong quá trình làm việc đã phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía. Bà Bích cho hay, theo lời của chồng bà là do lợi ích nhóm. Giai đoạn trước Tết 2020, ông Tín có nói với vợ là xin từ chức. Bà Bích còn cung cấp thông tin trước đó ông Tín đã 3 lần xin từ chức nhưng lãnh đạo quản lý không đồng ý.
Đặc biệt, nội dung tường trình của bà Bích có nhấn mạnh, chồng bà có kể cho bà nghe về việc hay nhận được những tin nhắn đe dọa như các báo của Việt Nam đã đăng tải mấy ngày qua. Bà Bích nhắc đến ông Nguyễn Đức Trung, người ngồi lại sau cùng với ông Tín, cũng là người từng khiến ông Tín dè chừng, cảnh giác. Hơn một tháng trước, thầy Trung có gọi chồng tôi lên phòng làm việc. Chồng tôi dè chừng đến mức không dám uống ly nước, trà thầy Trung rót mà tự tay pha bình trà khác, bà Bích kể. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Trung cho biết, không có chuyện đó, tôi không hiểu tại sao chị Bích lại nói về tôi như vậy. Anh Tín có lợi thế là quan hệ khá tốt với báo chí, truyền thông. Nhưng khi anh ấy có nỗi niềm riêng, muốn từ chức thì lãnh đạo ở đây cũng vui vẻ. Chính tôi là người đã ký đơn cho anh ấy. Ông Trung khẳng định như vậy. Và trước đó, các dòng trạng thái của tiến sĩ Tín trên mạng xã hội cho thấy lịch làm việc dày đặc cũng như nhiệt huyết của ông với công việc và chưa thấy có dấu hiệu trầm cảm nào. Đây là hình ảnh block D2 chung cư New Sài Gòn, nơi xảy ra sự việc. Một lúc sau, khoảng từ 12 giờ 30 đến 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Quang Tín mới có mặt và tham gia ăn uống cùng những người nêu trên. Khoảng 16 giờ bữa kết thúc, thực khách lần lượt ra về theo thứ tự. Ông Nguyễn Anh Vũ, ông Lê Trung Nhân, ông Bùi Hữu Toàn, ông Phùng Văn Ứng, ông Văn Nam và ông Nguyên được Trần Việt Dũng đưa xuống thang máy ra về. Sau đó, ông Trần Việt Dũng trở lại căn hộ để rửa và rau lau dọn đồ đạc, trong khi hiệu phó Trung và ông Bùi Quang Tín vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện. Tầm 17 giờ, chủ nhà Trần Việt Dũng cho biết là do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng và có dặn hai ông Trung và Tín nhớ đóng cửa khi ra về. Cửa khóa số điện tử chỉ cần đóng là xong. Khoảng 20 phút sau, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường, thì nghe điện thoại của ông Trung báo ông Bùi Quang Tín đã tử vong và lập tức quay xe về ngay. Khi ông Dũng quay trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà. Khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 4, bảo vệ chung cư New Sài Gòn nghe thấy tiếng động tại khu vực giếng trời sảnh D2 tầng trệt. Khi đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động do thương tích quá nặng nên người này đã tử vong. Và không ít người đưa ra sự hoài nghi rằng luật sư Bùi Quang Tín bị ngã lầu tử vong là do một cố ý sắp xếp nào đó, trong khi bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của ông Tín khẳng định rằng cái chết của chồng bà là một vụ án mạng có nhiều uẩn khúc. Đây là hình ảnh phía trên hiện trường nơi ông Tín rơi tử vong, là căn hộ có cửa sổ, ban công hướng ra giếng trời. Ông Thái Văn Đường, một người từng làm việc nhiều năm trong cơ quan nhà nước, nói về một số thông tin mà chính ông nghe được trực tiếp từ giới phóng viên như sau. Những nhận định của anh em báo chí trong nước, tuy họ không công khai nhưng có chia sẻ với tôi, nói rằng đây là một sự tạo dựng hiện trường và là một sự cố tình sát hại để thủ tiêu. Bởi vì ông Bùi Quang Tín có liên quan đến vấn đề bổ nhiệm nhân sự từ vụ tổ chức cán bộ của Ngân hàng Nhà nước do Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không phải trực thuộc Bộ Giáo dục, và thứ hai nữa là liên quan đến thâm hụt tài chính của trường do chi tiêu vô tội vạ. Ông Tín là người biết rất nhiều chuyện trong trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và ông cũng làm mất lòng nhiều người vì ông thẳng tính quá. Nói chung có sự mâu thuẫn rất nhiều. Tôi nghe được những thông tin như vậy. Bản thân ông Thái Văn Đường và nhiều dân cư mạng tại Việt Nam cùng thắc mắc lại trường hợp tử vong tương tự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Tiến sĩ Lê Hải An đã bị ngã từ tầng 8 xuống đất tại số 35 đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào trung tuần tháng 10 năm ngoái. Sau khi Tiến sĩ Lê Hải An ngã trên lầu tử vong vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo được nói là đã vội vã công bố thông báo rằng đó là một vụ tai nạn mặc dù không có nhân chứng lẫn vật chứng. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương, vào tối ngày 7 tháng 4 đã nêu lên nhận định của ông liên quan đến hai trường hợp tử vong của hai ông tiến sĩ là ông Thứ trưởng Lê Hải An và ông tiến sĩ Bùi Quang Tín đều là những vụ cố ý sát hại cần phải được điều tra làm sáng tỏ. Đây là hình ảnh lan can nơi Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An vấp ngã theo truyền thông nhà nước nói và rơi xuống. Theo báo chí trong nước, hiện giờ cơ quan điều tra cũng chưa có kết luận vụ án này. Bây giờ, nỗi đau lớn nhất của cả dân tộc là cái phương thức mafia đã ngự trị trong chính trị, trong chính quyền và trong xã hội. Ví dụ như vụ xử nhau ở Yên Bái chẳng hạn, đó là một vụ án chính trị. Vụ Lê Hải An đúng là vấn đề phức tạp hơn, có liên quan đến đấu đá nội bộ, kèn cựa lẫn nhau, nhưng cũng có yếu tố chính trị là ngăn cản đối thủ có khả năng thăng tiến và có sự tín nhiệm xã hội. Còn trường hợp của luật sư Bùi Quang Tín vừa mới đây thì đang là vấn đề đặt ra về cái chết hết sức minh bạch
bất minh bạch. Tại sao trong tình hình dịch bệnh hiện nay mà kéo nhau đến ăn nhậu đến 9 đến 10 người? Như thế lại toàn là hiệu trưởng, hiệu phó, giáo sư, tiến sĩ. Ngay việc ấy là một dấu hỏi về văn hóa rồi. Thế còn chưa thể kể vì sao anh Tín bị ném từ tầng 14 xuống? Câu hỏi được đặt ra. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thành viên tổ tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt ghi nhận cả hai vị này là hai nhà khoa học có bản lĩnh và có kiến thức. Ông nói, trong một thể chế tuyển lựa nhân tài mà chỉ cần thuộc một phe nhóm nào đó đang được chính ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bảo kê để thực hiện một quy trình tuyển chọn nhân sự, thì những người chân chính có bản lĩnh, có tri thức khoa học và nắm vững chuyên môn trong ngành của mình sẽ cản trở quá trình sắp xếp ghế cho những người đặt ý thức hệ còn đảng còn mình lên trước. Tức là dù có rốt nát, dù có bất tài như một số nhân vật mà chúng tôi không kể tên ra đây vì không tiện có chỗ đâu để mà cơ cấu vào trong đội ngũ. Và luật sư Ngô Ngọc Trai vào ngày 7 tháng 4 đăng trên trang Facebook cá nhân quan điểm của ông rằng đối với vụ chết người như vụ luật sư Bùi Quang Tín và có khả năng bị sát hại thì phải khởi động ngay quy trình hình sự, xác định nhanh bối cảnh không gian hiện trường và tạm giữ những người liên quan để thẩm vấn. Đây là hình ảnh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi công tác của nhóm 8 người trong tiệc rượu trước khi tiến sĩ luật Bùi Quang Tín tử vong. Luật sư Ngô Ngọc Trai nhấn mạnh rằng cần tạm giữ hình sự ngay ít nhất là hai người đàn ông ngồi đến cuối cùng với ông Tín, trong đó có chủ nhà. Không tạm giữ người để cho người ta ở ngoài thông cung với nhau hoặc bình tâm lại để tìm lời lẽ bao biện và tìm cách xóa dấu vết hay sao? Giáo sư tương lai nhắc lại vụ việc tiến sĩ Lê Hải An tử vong mà ông cho là bị chìm xuồng và vụ việc ông luật sư Bùi Quang Tín thiệt mạng sẽ được điều tra đến nơi, đến chốn hay không thì ở Việt Nam những tình huống cán bộ quan chức bị chết do tai nạn như ngã lầu sẽ còn tiếp tục xảy ra ngay cả đối với các lãnh đạo cấp cao thượng tầng, giáo sư tương lai lý giải như sau. Trong một thể chế toàn trị phản dân chủ, đưa lợi ích của phe nhóm hay nói một cách khác là lợi ích của những người mà Nguyễn Phú Trọng đang thao túng. Điều này tôi đã lên án từ rất lâu, từ khi tôi tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng, cái đảng do Nguyễn Phú Trọng thao túng. Bây giờ, với hai cái chết của hai nhân vật này, thì tôi càng hiểu ra được một chuyện là nếu như trong đội ngũ của đảng, tôi muốn nói cả ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương, những cán bộ cấp cao của đảng vẫn còn những người hiểu ra được nếu vẫn duy trì một chế độ chuyên chính mà như học giả Nguyễn Khắc Viện từng nói rằng chuyên chính vô sản không đáng sợ bằng chuyên chính vô học. Để cho những người chỉ biết vâng dạ theo ý tưởng của Tổng chủ thì sẽ được cơ cấu vào trong đại hội. Ông nói như vậy. Và cũng tại Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản lạc hậu và đầy đau khổ vẫn độc quyền cai trị trên 75 năm qua, tất cả đều phải chịu sự chỉ đạo của Đảng. Ở đây hoàn toàn thiếu vắng một nền tư pháp, hành pháp và lập pháp độc lập. Những án oan và nhiều cái chết đầy oan khúc sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới trên khắp cả nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.